Một bước tiến lớn trong công nghệ răng sứ mang lại vẻ đẹp bền vững cho mọi nụ cười hiện đã có tại Việt Nam. Răng toàn sứ cao cấp Secolife, sản phẩm độc quyền đến từ Nha Khoa Life, kiến tạo bằng vật liệu cao cấp nhập khẩu từ Đức, bảo đảm an toàn cùng độ bền siêu việt. Công nghệ chế tác hoàn toàn bằng máy tính, cắt tự động bằng máy cắt cam 50 thế hệ mới nhất. Vì sao nên chọn răng toàn sứ Secolife ư? Đầu tiên phải kể đến tính thẩm mỹ ưu việt, sườn sứ và sứ phủ tương hợp cao cho ra sản phẩm có độ bền, trong và thật. Tỷ lệ mài răng thật ít nhất giúp hạn chế tối đa e buốt. Tinh chỉnh để cho mọi cơ địa nhờ vào vật liệu toàn sứ Zico nghi ưng, hoàn toàn không gây ra các bệnh răng miệng khác. Em là một người rất là sợ đau, nhưng mà khi em đến với nha khoa thì mọi sự lo lắng của em đã không còn. Sau khi mà em hoàn thiện bộ răng của mình thì em cảm thấy rất là hài lòng về dịch vụ và tính thẩm mỹ của sản phẩm Zicoline. Cái đặc điểm mà em thích nhất đó chính là cái sản phẩm răng toàn sứ Zicoline là một sản phẩm độc quyền đến từ Đức, cam kết hoàn tiền 100% nếu như không như mong muốn. Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng sứ với nhiều năm kinh nghiệm, mang sứ mệnh điều trị, làm đẹp và tôn vinh nụ cười của bạn, Nha Khoa Life cam kết giá thành tốt nhất nhằm đưa răng toàn sứ Secolife đến Việt Nam, song song với chế độ bảo hành 15 năm cho mọi trường hợp răng hô, to, nhỏ, không phù hợp. Đã có răng toàn sứ Secolife hướng tới 4 tiêu chuẩn nụ cười: D1 an toàn trong phạm vi nha chu, D2 hài hòa trong tổng thể khuôn mặt, D3 phù hợp tính cách theo khoa học phương Tây, D4 phù hợp nhân tướng học theo quan niệm phương Đông. Răng toàn sứ cao cấp Secolife, lựa chọn số 1 cho hàm răng khỏe đẹp đúng nghĩa. Nha Khoa Life, vì nụ cười cuộc sống. Gọi ngay hotline 0907 237 238 để được tư vấn ngay từ hôm nay.